Thanh Thảo bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khỏe của con gái khiến ai cũng choáng váng. Dù mang thai ở tuổi 41, nhưng con gái Thanh Thảo, có tên thân mật là Talia, vẫn được nữ ca sĩ chọn cách sinh tự nhiên, chào đời khỏe mạnh, làn da trắng trẻo và cái mũi hỉnh thương hiệu của mẹ. Ngay từ khi 2 tuần tuổi, cô gái bé nhỏ đã được mẹ cho ngồi xe đẩy và đi chơi cùng gia đình, trông rất cứng cáp và đáng yêu. Khi tròn 3 tháng tuổi, Talia lại cùng mẹ đi biểu diễn tại Pháp với sự tháp tùng của bố và bà ngoại. Nhiều người lo lắng vì quá bé nhỏ và phải đi xa sẽ không tốt. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại bày tỏ muốn con gái được trải nghiệm sương gió, khỏe mạnh và ít ốm vặt. Vì là lần đầu tiên được đi biểu diễn, nên cô bé nhận được nhiều sự chú ý của anh chị em đồng nghiệp và người hâm mộ. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ búp bê con trai vừa có dòng trạng thái chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bé Talia khá hài hước. Dạ, con đâu có ú nu đâu, con chỉ nặng có 8kg và dài 26 inch thôi mà. Bác sĩ nói con lớn hơn các bạn 6 tháng, trong khi con mới 4 tháng à, nên con cần giảm cân gấp. Tết Nguyên Đán này con được về Việt Nam với mẹ con nè, con sẽ theo mẹ con chạy show. Nữ ca sĩ tiết lộ dù nuôi con bằng sữa mẹ, nhưng bé Talia trộm vía khá bụ bẫm, tăng cân nhanh hơn hẳn những đứa trẻ bình thường. Chính vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo cô nên giảm bớt số lần cho bú lại để phòng ngừa bệnh béo phì. Ca sĩ Thanh Thảo và chồng gặp rắc rối khi lần đầu đưa con gái 1 tuổi đi du lịch Paris. Ca sĩ Thanh Thảo vừa chia sẻ về chuyến du lịch đầu tiên của gia đình và con gái 1 tuổi tại thủ đô Paris xinh đẹp. Nữ ca sĩ tỏ ra khá phấn khởi vì lần đầu được đưa con gái đi du lịch. Tuy nhiên, cũng vì con gái còn quá nhỏ, chỉ mới 1 tuổi, nên cô và chồng gặp không ít rắc rối thú vị. Thanh Thảo viết, lần đầu tiên con đi du lịch cùng mẹ, chuyến bay khá sớm nên 7 giờ sáng cả nhà phải ra phi trường. Con vẫn còn ngái ngủ nên con gay gắt vài phút rồi ngủ thiếp đi trên car seat. Đến phi trường thì ba bế con trên tay qua security check. Con ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không sợ sệt vì luôn có vòng tay ấm áp của ba ôm chặt. Con ngoan ngoãn vào phòng chờ cùng ba mẹ và được mẹ cho ti một bầu sữa và rồi con lại ngủ ngon lành. Trước khi lên máy bay thì ba thay tã và rửa ráy cho con sạch sẽ để con bước vào chuyến bay đầu tiên trong cuộc đời. Xe đẩy và car seat của con được gửi ngay ở cửa ra vào máy bay và mẹ bế con trên tay để lên tàu bay. Các cô tiếp viên đón con với nụ cười thật tươi. Con ngồi ghế số 1A cùng mẹ. Khoang ghế con ngồi thường hay dành cho doanh nhân nên các cô tiếp viên có phần e ngại, sợ con sẽ quấy khóc khi cất cánh nên thăm hỏi ba mẹ về con rất nhiều. Trộm vía khi máy bay lăn bánh thì con cũng lim dim ngủ và chỉ thức dậy khi bú mẹ thêm một lần nữa, rồi lại ngủ trên bụng mẹ cho đến khi máy bay hạ cánh. Ba mẹ nhận lại xe đẩy và car seat của con tại cửa máy bay và con lại tiếp tục hành trình, nữ ca sĩ cho biết thêm. Hầu như trong suốt chuyến bay dài, con gái của Thanh Thảo đều say ngủ. Cô và chồng thay nhau bế chăm sóc con. Con đến phi trường San Francisco để chờ bay tiếp đi Paris. Vào phòng chờ ai làm gì thì làm, còn con vẫn cứ ngủ tiếp. Trước khi lên máy bay, mẹ lại rửa ráy và thay tã cho con mát mẻ sạch sẽ, thay cho con bộ đồ thoải mái một chút cho chặng dài tiếp theo. Trong phòng chờ có cả một phòng chỉ dành cho baby thay tã và bú mẹ. Phòng đầy đủ tiện nghi để tắm rửa và thay đồ cho baby. Có ghế ngồi thoải mái để mẹ cho con bú. Có cả trái cây và thức uống cho mẹ nhâm nhi lúc cho con bú. Cả nhà lên máy bay ngồi được 5 phút thì con lại lim dim ngủ trên tay mẹ. Khi máy bay chuẩn bị lăn bánh thì điện tắt, máy lạnh hết lạnh và có thông báo máy bay cần sửa chữa nên cả nhà phải vào ngược lại phòng chờ. Cứ khoảng 30 phút thì lại có thông báo mới, cho đến 3 tiếng sau mới chính thức bước lên máy bay. Trong 3 tiếng đó thì con được ba và mẹ thay nhau bế trên tay vì không biết là vẫn có thể đến cửa máy bay yêu cầu đưa lại xe đẩy cho con khi máy bay delay. Máy bay lại lăn bánh sau 3 tiếng chờ đợi và con lại lim dim ngủ sau khi bú mẹ. Vì đây là chuyến bay dài nên mẹ lót mền trên bụng mẹ làm nệm để con thoải mái nằm. Con cứ ngủ ngoan như thế suốt cả chuyến bay. Lúc con đói mẹ sẽ cho con ti và con lại chìm vào giấc ngủ. Khi mẹ cần đi vệ sinh cá nhân thì ba lại đặt con trên bụng của ba. Và thỉnh thoảng khi con dậy bú xong thì ba mẹ lại thay tã cho con luôn sạch sẽ để con không quấy. Vì con ngoan và không quấy khóc nên ba mẹ của con cũng rất nhàn trên cả chuyến bay dài. Hạ cánh ở Paris, con được ưu tiên đi vào line fast track nên nhanh và không cần phỏng vấn tại an ninh cửa khẩu. Khi nào con đói mà mẹ không tiện cho con ti mẹ thì con vẫn có sữa formula chai nhỏ để travel. Uống một lần rồi vứt đi, rất tiện lợi và đủ chất cho con. Trước khi về khách sạn,
mẹ cho con đi rửa ráy, thay đồ bông đẹp như con thỏ con, vì mẹ tưởng Paris lạnh. Nhưng ai dè đâu trời chỉ hơi mát, hay đúng hơn là nóng quá khi con mặc đồ bông. Đến nhà hàng con khóc vì nằm trong kha xít mà mặc đồ bông làm cho con bị nóng, nên ba thay đồ mát mẻ cho con, rồi ba bế con trên tay ru cho con ngủ. Con còn kể lại kỷ niệm khó quên tại quán ăn cây ớt ở Paris, những trải nghiệm đầu tiên của con gái Thanh Thảo tại thủ đô Paris. Sau khi đổi ba cái hotel mất vài tiếng đồng hồ, thì hotel đoàn đặt cho mẹ của con không có máy lạnh. Ba mẹ sợ con nóng nên buộc phải tìm gấp khách sạn khác. Vì phải theo tiêu chuẩn của đoàn, nên dù đã đổi ba khách sạn rồi, mà các khách sạn con đang ở vẫn chỉ có máy mát thôi, chứ không có máy lạnh. Cả đêm con thức dậy mấy lần khi đổ mồ hôi vì máy quạt cứ lúc lại có, lúc lại tắt, dù khách sạn 3 sao và mới xây dựng. Ba sót con nên đã book khách sạn khác ngay trung tâm Paris và tiêu chuẩn cao hơn để có máy lạnh cho con và tủ lạnh cho mẹ con dự trữ sữa, đảm bảo cho cả nhà một kỳ nghỉ an toàn và thoải mái nhất. Đó, có con đi theo thì ba mẹ con sẽ bận rộn hơn và cũng lo lắng nhiều hơn, nên con cũng ngoan ngoãn hơn để ba mẹ vui lòng. Hôm nay là ngày đầu tiên con thức dậy ở Paris sau một bầu sữa mẹ và được gặp bà ngoại của con. Con chuẩn bị đi ăn sáng, ngắm phố phường rồi sẽ về kể tiếp câu chuyện của con về chuyến du lịch đầu đời nha. Bất ngờ với hành động đặc biệt của con trai Thanh Thảo dành cho Mr. Đàm. Mới đây trên trang cá nhân, ông Hoàng Nhạc Việt vừa đăng tải dòng trạng thái nhắc đến con nuôi của Thanh Thảo đang nghe nhạc của mình. Cụ thể Jackie bị mà Thanh Thảo chơi chụp lén. Vì tối nào cũng đúng 8:30 sau khi học bài xong, là Jackie vào phòng mở CD một mình có sao đâu của bác Hưng để nghe một mình. Sau đó còn viết lại bằng tiếng Anh theo cảm nhận riêng của Jackie nữa chứ. Vậy là xong mẹ Thảo, chia buồn cùng mẹ Thảo và chúc mừng bác Đàm. Tin vui chắc như bắp rằng thế nào ai đó cũng đọc được status này, không đọc được thì tôi gửi thẳng luôn. Jackie Minh Trí là con trai của Thùy Anh và Ngô Kiến Huy. Tuy nhiên, giữa cả hai có nhiều câu chuyện không hay và ngay từ nhỏ, cậu bé đã được Thanh Thảo nhận chăm sóc. Chính nữ ca sĩ đã chụp lại khoảnh khắc này của con. Jackie chăm chú viết lời bài hát bằng tiếng Anh theo cảm nhận của mình. Những nét chữ không đều dòng nhưng lại vô cùng đáng yêu. Thần tượng nào gặp fan nhí như thế này chắc chắn cũng vô cùng háo hức. Nhận trách nhiệm nuôi dưỡng Jackie, có một điều rất đặc biệt rằng Thanh Thảo không phân biệt con nuôi mà thay vào đó cô yêu thương, nuôi nấng con trai rất kỹ lưỡng. Gần như trách nhiệm nuôi dưỡng và liên quan đến con đều do cô đảm nhận. Từng hoạt động của con trai như ăn ngủ, vui chơi luôn được cô quan tâm từng chút một. Thanh Thảo cũng đang rất đau đầu vì Jackie trông rất gầy và lười ăn. Cô liên tiếp tìm các phương pháp để giúp bé ăn được ngon miệng nhưng vẫn chưa thành công. Dẫu vậy, nữ ca sĩ vẫn rất tự hào khi con trai ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và có thành tích học tập rất tốt. Cận cảnh căn biệt thự triệu đô của ca sĩ Thanh Thảo tại Mỹ, chi tiết đến từng ngóc ngách. Sau 20 năm hoạt động trong showbiz Việt, Thanh Thảo sang Mỹ định cư. Hiện tại cô sống cùng chồng và con gái tại biệt thự ở California. Chồng Thanh Thảo tên là Thơm, anh là người gốc Hoa nhưng đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Thơm là chủ của nhiều phòng khám nha khoa ở Mỹ và một phòng khám tại Đà Nẵng. Trong ảnh, Thanh Thảo hạnh phúc bên chồng, mẹ chồng và hai con của cô em gái. Mẹ và em gái của Thanh Thảo cũng sang Mỹ sống gần cô. Họ thường xuyên gặp gỡ và tổ chức những bữa ăn ấm cúng trong khu biệt thự rộng rãi của vợ chồng Thanh Thảo. Toàn cảnh căn biệt thự của vợ chồng Thanh Thảo. Chồng cô thường sử dụng chiếc xe màu đen, còn Thanh Thảo thích sự trang nhã của chiếc xe màu trắng. Thanh Thảo trồng rất nhiều hoa trong khuôn viên khu biệt thự. Cô cũng trồng các loại hoa đào, hoa mai để vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Đây là góc yêu thích trong khu vườn của Thanh Thảo. Cô thường cùng chồng tổ chức những bữa tiệc nhỏ tại đây để chào đón bạn bè. Khác với vẻ năng động khi còn hoạt động trong showbiz, Thanh Thảo giờ đây đã là một người phụ nữ của gia đình. Cô có thú vui làm vườn, trồng cây và tự tay chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình. Cuộc sống hiện tại của Thanh Thảo tại Mỹ rất ổn định. Cô vẫn tiếp tục công việc ca hát và thường xuyên chạy show. Thanh Thảo và những người bạn thân thiết như Đan Trường, Quang Dũng, Lam Trường vẫn thường xuyên gặp nhau trên đất Mỹ hay trong những chuyến lưu diễn.